Đây nha, hai bạn mới này nhìn vào cái này. Đây, ví dụ như là cái căn này đi. Căn này xanh mình này. Thì hai đứa có hình dung là mình đang đứng ở đâu không? Mình đang đứng ở bếp đây này. Đứng ở đây này. Đúng chưa? Ừ. Nó hơi ngược thôi. Nếu mà để chuẩn ấy, căn này nó thiết kế hơi ngược tí. Mình đứng gần chỗ này. Ừ, đứng ở đây. Cửa phòng đó. Thì hai đứa hình dung này, bên kia là một phòng ngủ của con cái này. Thì đối diện với hai em là đứng ở đây thì vẫn là cái phòng ngủ của con luôn. Bên tay phải, tức là bên tay phải này, phòng ngủ của mình. Đây là cánh cửa sang sang khác. Một vài hôm nữa thì xem là thì giải ngay tí nào tư báo đi. Nhìn vào đây thì cái khu vực anh biết đi, phòng ngủ này đúng không? Ừ. Thì là nó có ban công không? Thế nhưng cái câu hỏi này là hơi khó đối với một người mới như em. Không có đâu, cho nên mình thấy cái phần dư màu xanh ngoài kia thì mình tự hiểu là gì phần dư của phần dư của cái mô hình này không, nhà mẫu này còn nhà nhà mình khi bàn giao đấy thì cái chỗ cửa chủ đấy kính kia thôi. Kính kia ừ. Chỉ mở phần trên cao thôi, không làm gì mà mở được phần dưới. Thế thế là em biết là không có để cho nó an toàn. Không ban công. Kính này là cách âm cách nhiệt nhé, chống ồn nhé. Kính này là mình cũng bàn giao luôn. Em thấy mở ra thì nó rất là nóng không? Ồn và ồn không? Nhưng mà khi đóng lại thì sao? Không nghe thấy gì luôn đúng không? Nên cái kính này thì rất là quan trọng. Không như kính thường. Đấy. Thì ở đây mà nếu mà phòng ngủ thế này thì thực sự là các bạn thấy là rộng đúng không? Nhưng khi khách hàng mà chê hẹp thì thế nào? Mình sẽ nói được những câu này. Phòng này thì cũng anh nghĩ vào đây thì chẳng có khách nào mà chê hay chê hẹp cả. Khi mà chưa cái bố trí cái nội thất này này. Đấy. Thì là do mình sắp xếp nội thất. Ừ, mình sắp xếp nội thất. Khi bố trí rồi thì các bạn thấy sao? Nó rộng rất rộng. Là rộng. Ừ. Thế là cũng thoải mái không? Vì vẫn còn khu để mình. Còn ví dụ như khi chưa sắp xếp vật dụng tòa này, ví dụ như đứng ở cái căn bên kia thì các nhà người ta sẽ không hình dung được. Ta sẽ không hình dung được ở đâu là đặt cái giường, ở đâu đặt cái tủ. Và cái giường nó rộng bao nhiêu, cái tủ nó rộng bao nhiêu, rồi cái bàn học, bàn làm việc, trang điểm nó như thế nào, nó đến đâu thì mình cũng gì nhỉ, mình hoàn toàn có thể nói được cho khách hàng là cái giường của anh chị có thể là 2m x 1m mấy, 1m8 thôi đúng không, hoặc là kích thước của giường khoảng đấy 2m x 2m2 chẳng hạn, mình hoàn toàn có thể hình dung ra khách hàng là đấy. Anh chị chỉ đặt cái tủ cái giường đấy, nó từ đấy mà đến đây mình hoàn toàn mình có thể ước lượng được cho khách hàng. Ý anh ở đây nói là ví dụ như bọn em dẫn khách vào cái căn bài thơ kia đúng không? Thì không có cái gì nhỉ? Không, gần như không có đồ đạc gì cả. Cái căn đấy là mô phỏng cái gì nhỉ? Vật dụng mà khi khách hàng nhận được thôi. Nhận nhà là như thế thôi. Thì nó không có gì cả. Khách hàng bao giờ người ta cũng chê là bảo sau cái phòng hẹp thế này em, đúng không? Người ta chê là gì? Người ta chưa hình dung ra được là sắp xếp nó như nào. Đấy thì mình hoàn toàn có thể gợi ý cho người ta. Theo thứ nhất là theo cái gì nhỉ? Theo cái gợi ý của gì? Chủ đầu tư. Ví dụ như cái căn ba ngủ này đi, thì đây chính là cái phòng mà chị em mình đang đứng ở đây này. Thấy chưa? Đây, đặt cái này đi, nó hơi ngược ngược. Đấy, được chưa? Thì cái phòng mình đang đứng ở phòng này. Thấy được không nhỉ? Đúng. Đấy, cái giường. Giờ người đặt như thế nào? Tức là nó ngược ngược ấy nhé. Đặt thế nào cái thì nó tủ nó phải
không, đây 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 chính là cái tivi này, tivi chính là cái bàn này, úp vào trong phòng 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 khách này, thấy không? Mình nhớ đến cái sơ đồ là đứng bên này, còn bây giờ mình đang đứng cái chiều này ngược ngược lại trái phải thôi. Đây cái căn này đi, căn này là chuẩn này, đúng rồi, được chưa? Đúng. Đấy thì chị em mình đang đứng ở ngay chỗ đây, được không? Đấy là cái giường bố trí ở giữa. Ví dụ như cái căn này mà không bố trí thế này, đúng không, mà nó trống trơn, đúng không, thì các nhà hàng chê là cái gì, ông ấy không hình dung được, mà ông ấy sẽ chê là xong, ông bà ấy sẽ chê là xong, là hẹp thế này, em giường để ở đâu, hay là tủ kệ để ở đâu, tủ não để đâu, thì mình hoàn toàn có thể hướng dẫn được cho các nhà. Mình nhìn vào đây là mình hiểu rồi, đúng không, chỗ nào là đặt cái tủ đấy, rồi chỗ này là đặt cái ở giữa đây thì đặt một cái giường, nó khoảng dài khoảng 2 mét thôi chị ạ, là từ từ sang đến đây thôi. Còn cái khu này thì mình đặt một cái kệ tivi thôi, nó dài khoảng 30 phân đến 40 phân thôi, là thẳng mái rồi. Tivi thì nó là tivi mỏng mà, siêu mỏng mà, nên là 30 phân là quá là thoải mái rồi, đúng không? Mình có thể ước lượng được cái đường đi ở đây cho khách hàng. Tóm lại là mình phải nói được cái không gian đấy, mặc dù nó không có thật, nó không có gì cả, đúng không? Nhưng mình phải nói được cho khách hàng, khách hàng có cảm giác là gì nhỉ? Nó rộng rãi. Còn đi vào những phòng này rồi thì đương nhiên nó vật dụng nó hiện hữu rồi, đúng không? Thì khách hàng có thể cảm nhận được. Thứ hai là cái chi tiết mà mình cũng phải nói cho khách hàng. Ví dụ như nhá, một cái căn 88m² mà bố trí được 3 phòng ngủ, mà mỗi phòng ngủ bố mẹ nó như thế này rồi, nó giờ khoảng 15-16m² thế này, nghĩa hoàn toàn là rộng rãi, đúng không? Sau mà khách hàng nói được, khách hàng nó chê là nó hẹp thì mình nói như thế nào nhỉ? Với cái diện tích 88m² mà thiết kế 3 ngủ cho anh chị, thì với cái phòng ngủ bên em thiết kế khoảng 15-16m² này, rất là tối ưu rồi. Còn nếu mà rộng quá thì sao? Các phòng khác thì nó lại thu hẹp đi, đúng nhỉ? Phòng khách thì phòng khách thì nó thu hẹp đi. Đây bên này là cái nhà vệ sinh của bố mẹ, đầy đủ các tắm nước thì các em thấy cái tủ quần áo này thì nó thế nào? Là tủ quần áo, theo anh mà nó thiết kế của ông ấy không còn hợp lý lắm, đúng không? Thứ tỷ năm thì nó hợp lý hơn. Thứ nhất nếu mà làm cái này thì ở đây sẽ không làm được cái gì cho khách hàng này, đúng không? Ở đây cũng đây lẽ ra là cái bàn trang điểm của vợ này, đúng không nhỉ? Đấy, tức là mình đi vào trong này ấy, mình phải cảm giác thật được là thiết kế hợp lý hay không, chứ mình không thể gì nhỉ, thuộc vào cái ông thiết kế này là mình nói là gì nhỉ, thiết kế phù hợp. Anh ví dụ thế, đương nhiên là cái gì không đúng thì mình phải gì nhỉ, công nhận, đúng nhỉ? Không thể là ông thiết kế ông chỉ là một người bình thường đâu, đúng không? Làm sao mà có thể tối ưu được hết được, đúng không? Có thể người ta tối ưu chỗ này tốt nhưng chỗ kia người ta hạn chế, nhưng theo anh thì chỗ này sẽ là cái gì nhỉ? Theo các em thì thế nào, có hạn chế không? Anh thấy hạn chế. Đây sẽ có tốn diện tích. Tại vì biết cách cửa như này em không thể đặt cái gì lên được. Kéo đẩy thế này, cánh này đẩy sang này này thì sẽ mở được cái này, cánh này đẩy sang này thì sẽ mở được cái này. Đấy. Mà đối với ông này thì các em thấy thế nào, cái tủ quần áo nó sâu thế này thì có nên không? Theo anh là tủ quần áo mà sâu thế này thì nó rất là phí. Ví dụ để sâu thế này, đúng không? Theo anh nó chỉ vừa một cái gì thôi này, vừa cái móc quần áo thôi, làm một chút thôi, đúng không? Bị treo đây rồi bọn em bị treo được một hàng thôi, chứ không phải treo đây. Mình có thể mình tư vấn được với cái thiết kế này, chỉ thiết kế tủ hợp lý thôi. Không thể nhìn vào đây tư vấn cho khách hàng, rõ ràng khách hàng sẽ gì cả, đánh giá mình sẽ không có cái tầm và cái tâm để tư duy cho người ta. Còn nhìn vào đây thì khách hàng một chút thế, có bàn giao cái này không em? Bàn giao cái tủ đấy không? Thì lúc nãy hai đứa qua có nhớ bên kia bàn giao cái tủ này không? Có cái tủ đấy không? Có tủ đấy là được cái gì này, hộp ống bằng dầu qua các thứ đấy, còn mình bàn giao lại trong này không thêm cái gì, bệnh kính cái vị vệ sinh tô tô cao cấp rồi. Cửa là cửa như này luôn, cửa gỗ công nghiệp chất lượng cao,
cách âm cách nhiệt chống cháy luôn. Đấy. Cái mặt bằng anh mượn đi. Cái tủ kia thì theo các bạn là thiết kế hợp lý chưa? Anh thấy nó vẫn cứ rộng rộng kiểu gì ấy nhỉ? Nó bằng nhau đấy ạ, ba cái tủ bằng nhau. Ừ, nhưng mà tủ quần áo mà nó to đúng không? Vâng. Cái chỗ góc bên này là cái góc bên ngoài là ban công đúng không? Cái góc đấy gọi là đồ xa. Cái chỗ đây là chỗ phơi đồ. Phơi đồ. Thế còn cái gì nhỉ? Cái phần củ nấu của cái này này thì để thôi. Đây, củ nấu được ra. Đây, cây mua nó có nhưng mà nó sẽ là tận dụng đều ra đã. Đây mình có máy gì mà cửa bảo vệ, cửa bảo vệ cùng nóng nè. Thank you.
căn số 10 này có 2 tỷ 4 thôi, 2 tỷ 38, 2 tỷ 38. Căn này này. Lưu ý nhé là dự án thì mình không có bàn giao tổ bếp thôi nhé. Không có gì đâu. Không có gì. Không có gì. Cái này không cái này đều không có. Không có. Tủ. Sao bên em không bàn giao tổ bếp gì? Thực ra là bàn giao tổ bếp cũng được thôi, nhưng mà chị nghĩ bạn chị nếu mà cao cấp hẳn thì ok, cái dòng này em nói hết chia mua cái ga này nhá, anh đảm bảo không vừa lỗ một đồng, không vừa lỗ chịu lại thì đương nhiên người ta sẽ giảm bớt cái giá thành đi. Thế là anh nói này đảm bảo với em mua cái này hết rồi, không thiết kế không kia hỏi thôi à, thế là cái màu sắc cái chất lượng của mình em về mua đây còn lại không? Dạ mua đây bảo kêu lỗ mua đây là lãi chắc rồi anh. Em hỏi công ty hỏi không kia? Đùa. Em là sale à? Em bảo lỗ, em bảo em là sale vừa bảo lỗ. Chính là em chưa phải là thật sự nhé. Em nghe là đi, rồi em đi, có khi hiểu kia. Anh xem xong cái thằng nhé. Gần xong. Về à? Không, em có chút gì. Mai nhỉ? Vẫn đang tư vấn cho các bạn. Nếu mà anh cần thì ấy, thực ra cái này có khả nghiệm cũng đấy. Đâu, đang một chút thôi này. Đây bạn này, bạn đang chuẩn bị xuống tiền đó. Thôi anh mà mua làm gì, bởi vì sao? Còn là này, bên này là mấy đứa, thì mình sẽ bàn giao không có tủ rảnh nhé. Cái tủ của mình sẽ đến đây nhé. Mục đích của chủ đầu tư là gì này? Đặt một cái tủ âm tử ở đây. Nếu mà mua tủ dày thì em sẽ giúp nhiều. Cái này là được. Trên đấy hoàn toàn có thể để vũ bầu gì mà nó mưa các kiểu đấy đúng không? Tính của em cứ lỡ được khi mà bây giờ anh ở trong này bạn em có thấy cái gì không nhỉ? Cái anh lấy cái tủ này nó sát đúng là bằng cái nếu mà cái không lấy thì ta thiết kế sẽ không trả còn thiết kế sẽ ở thế này muốn chỉnh bằng cái này có thể chỉnh ở đây khi mà sang cái căn kia đúng không thì không có những cái nội thất thế này là gì được thì mình tư vấn cho khách hàng đây anh ví dụ bây giờ bốn bốn không lấy giống hệ bên kia đúng không? Nhưng mình phải nhớ được ví dụ bên kia nó thiết kế như thế, cái nhà mà đặt đây cái tủ giày thì làm sao mà cả cái nó nằm đây xong đặt tủ giày được em đúng không? Hay là tủ giày nó chỉ cao như thế này thôi là em mình cũng phải biết tư vấn cho người ta đúng không nhỉ? Tư vấn nó làm sao người ta hiểu được nó giống như bên kia. Nó ví dụ như là cái bàn cái tủ nó chỉ đến đây thôi, chừng nào từ đây là cái gì là anh chị cái gương hoặc là gì nhỉ cái tủ nhưng mà bên trong này thì làm cách như thế này đi anh chị yên tâm chẳng hạn đấy thì phải giải đáp cho người ta đúng không nhỉ. Tiếp theo là chỗ này khi mà các bạn không có một cái mô hình một cái gợi ý như bên kia thì các bạn sẽ tư vấn cho khách hàng thế nào nhỉ? Chỗ này là đương nhiên là khu để bếp rồi đấy, thì dọc bên này chúng này là để một cái tủ lạnh nhé nữa. Tại sao là có cái ổ đi đây mọi người phải hiểu ở đây sẽ là cái tủ lạnh nó ở đây nó sẽ to ở cái đây này chưa còn ở đây vào mình sẽ hết cái gì này đồ sửa đồ sửa này còn bên này mình sẽ làm cái bếp bếp này đây có thể là cái đường hút mùi đây chính là cái đường hút mùi này hút mùi của máy hút mùi ấy nhưng mà bây giờ ta lắp bếp mà đây là cái bồn rửa đấy, cái thoát nước đây, bồn rửa khác nhá, còn cái bàn bếp khác mà, đúng không? Tại vì đây sẽ là cái thiết kế đúng không? Thì nhất là có ống thoát nước xong thì cũng phải người ta lắp vào cái thiết kế này. Không thoát nước là bàn rửa, không ai rửa cái bếp. Đây là cái bếp này, được chưa? Đương nhiên chung cư thì bây giờ chỉ gì đây là chung cư mới chứ không như ngày xưa chung cư mới là người ta yêu cầu là bếp là phải là bếp bếp điện đúng không? Không phải là cái bàn đấy, cái bàn nó nghỉ đúng không? Thì đây thì có thể dùng được. Tiếp theo là đặt bàn ăn ở đâu nhỉ? Có thể dùng ở đấy hay được không? Bếp thì nó đến đây rồi, bàn ăn mình sẽ đặt ở đây.
khách hàng nó bảo là ta làm ăn ở đây thì nó ảnh hưởng đến không gian riêng tư rồi, đúng không khách, đúng không? Thì mình là người tư vấn, mình phải hiểu là cái thiết kế như nào nó hợp lý thì mình hoàn toàn có thể tư vấn khách hàng là gì mà. Để mà ngăn được cái khoảng cách của cái bếp thì anh chị hoàn toàn có thể thiết kế ở đây là một cái tủ rương này, đúng không? Hoặc là cái tủ gì nào, hoặc cái tủ tầng ấy, cái tầng ấy thì anh chị có thể đặt những cái lọ hoa, những cái ống thì nó trang trí ở đây, cái đất mặt vừa nó khóa một cái hàng đầu ngăn cách được, nó ngăn cách được khoảng cách của phòng ăn ra, đúng không? Tiếp theo khách hàng mà chia vào còn em tính đến thế này thì sao rồi, khoảng cách rất là vùng được thì bọn em sẽ nói khách hàng này bốc mùi rồi đúng không? Bây giờ ở chung cư hay là ở bây giờ tí tí rồi ai còn dùng gì nữa? Không dùng máy mùi đó chị, máy mùi nóng rẻ mà đúng không này? Là chị hoàn toàn yên tâm đúng không? Thế là giờ mình chung hết chung cư chúng mình không thể tư vấn được kiểu là gì nhỉ? Mùi nó sẽ bay ra ngoài này đúng không nhỉ? Hoặc mùi nó sẽ bay ra ngoài cửa, thế đấy là vô lý đúng không? Các bạn hình dung nhỉ? Cái gì nhưng mà nó phải đúng, nó phải thực tế một chút. Rồi số 3 thì ở đâu nhỉ? Nhìn vào đây thì nó mới hiểu được người ta gợi ý của chủ đầu tư thôi. Bên kia có ở đi thì đương nhiên bên kia sẽ là gì nhỉ? TV và số 3 bên này. Đấy. Tiếp theo là cái gì nhỉ? Cái bàn thờ người ta hỏi cái bàn thờ người ta đặt ở đâu một cách chẳng hạn, người ta có hỏi cái thì mình sẽ trả lời đúng không? Đúng rồi, thứ nhất là sẵn thời thứ hai là mình cũng phải biết được chứ đúng không nhỉ? Bàn thờ thì không nên là đối diện với nhà vệ sinh này, nhà bếp này, từ cửa ra vào này đúng không nhỉ? Đấy, bàn thờ thì có thể đặt ở đâu? Bàn thờ thì đặt ở bên này có được không? Cái cửa đây. Nhưng mà không quay ra cửa mà quay vào trong. Quay vào bên này. Quay ngang ra cửa. Đúng không? Hợp lý nha, nó không đi gì cả. Nó có thiết làm xin đâu, nó có thiết với nhà bếp đâu, không có thiết cửa ra vào đâu. Bây giờ anh thấy một số người người ta cũng trên chỗ bàn trên bàn ăn được tại vì ở đây chỗ này là có TV ấy, TV ở đây này hay là cái gì mình đặt ở đây tiếp theo là khách hỏi là cái gì nhỉ, trần đấy là cao 3 mét mình phải mặc được đấy, trần là mình là cao khi mà không mặc thì đấy thay cao ấy. Nó cao 3 mét 3 tức là từ đáy của cái nhà mình sàn là mình lên trần là người khác chưa hoàn thiện chưa chắc là chưa làm thạch cao thì là 33 nhưng khi làm bằng thạch cao rồi thì người ta chạy những cái đường ống đi ống nước rồi ống điều hòa ở trong đấy đây rồi mà rồi hoàn thiện là từ thạch cao nó thì nó rơi khoảng 2 mét. Anh em có bảo bây giờ em thấy nhiều nhiều nhà người ta mua chung cư xong người ta thiết kế cái sàn là sàn sân cá ấy. Thì bây giờ mình sàn mà mình chăm sóc như này người khách người ta không ưng thì không sao khách bảo không ưng đúng không? Thì nó là người ta thích sàn màu khác và sàn sơn cá là sàn gì đấy. Nhưng mà mẫu của mình ra nhà là có sẵn sàn rồi đấy. Thì mình cũng không được yêu cầu chủ đầu tư là thay đổi sàn cái mẫu của khách nào. Cái này chủ đầu tư là bàn bạc. Lúc đấy thì mình phải nhấn mạnh đến cái gì nhỉ? Cái chất lượng của cái sàn của mình không thể có ý của người ta là anh chị không thích lại đi thay đi đúng không nhỉ? Thì rõ ràng người ta sẽ bị gì bất lợi ở chỗ là bỏ thiết kế đúng không nhỉ? Mình phải nhấn mạnh đến cái sản phẩm của bên mình là gì? Nó rất là đẹp rồi, nó rất là chắc rồi, nó là bền rồi, nó rất là tốt rồi. Sàn của bên em là gì? Sàn gỗ chịu chống nước này, đúng không? Chống hoạt động này, đúng không? Chống trơn, chống trượt này, và là gỗ gì nhỉ? Gỗ chất lượng cao. Và đây ấy, là cái gỗ là gỗ gỗ này là gỗ ép nhá, gỗ công nghiệp nhá. Người làm việc là gỗ thịt rồi. Đúng rồi. Cái giờ này đấy. Cái tàu mình cái trống này thì... Đúng rồi. Trần... Cao đấy. Gửi... Gửi cái trần hỏi bạn kể một phút. Mà cứ nói chị 4 hay chị 5 gì á. Điện cho cái chị... chị khách trước. Và chị Hằng á. Báo cho chị trước xong rồi mới đi. Ừ, cứ gửi về thành phố Bình Dương xong rồi xin cái địa chỉ của Trần Xe ở Bình Dương đưa cho chị Hằng, bà có người xuống lấy cái giường sẽ nằm ở đâu? Ừ.
cái tủ quần áo đương nhiên sẽ không đặt ở đây rồi, đặt ở đây là rất là vô duyên đúng không, mất đi cái đường đi đúng không, mà cái tủ quần áo thì cũng không nên đặt ở đây, lý do là vì sao? Vì cái tủ quần áo là cái tủ mà ít phải được đến đúng không, và cái bố trí nó thoáng ở cái nơi thoáng thì nó rất là bất hợp lý, cho nên theo cái tư tưởng của mình, theo cái sự hiểu biết của mình nhìn lên thì nên đặt ở cái chỗ mà nó thiếu ánh sáng đúng không nhỉ, tôi diễn ra đấy thì là tủ quần áo nó sẽ từ đây đâu này, đấy từ đây mà có thể thiết kế ra ngoài này rồi chắc là được hưởng được, nhưng mà không thể từ đây đi vào không được nào, là tủ quần áo hay là cái giường tủ quần áo có thể để đây thôi đúng không, còn mình sẽ trừ ra một khoản nữa để đi vào mà mình sẽ đặt cái giường ở đây, mình dùng tiền này thì cái giường nó sẽ ở đây này, thẳng ở cái mép luôn này đấy, thì nó sẽ còn một cái khoảng đây là còn khoảng 1 mét từ cái đường cố định này. Đây thì các em có thể gợi ý là cái gì này, đây là cái phòng gì, phòng ngủ master chưa, đây là phòng ấy, phòng con cái đúng không, phòng master bên kia đúng không, thì đặt ở đấy là cái bàn học được chưa, đấy còn bên này thì nên để không gian thoáng cái này đây hoàn toàn có thể bố trí một cái tivi cho con cái ở đây hợp lý được không. Tiếp theo sang đến phòng ngủ của bố mẹ, phát là xong chưa? Xuống đây, okay.